Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bé gái 12 tuổi làm được điều chưa có sau 85 năm ở Olympic. Cô bé 12 tuổi, Nahizaki đã trở thành vận động viên, vận động viên trẻ nhất giành huy chương ở Olympic sau 85 năm. Vào hôm nay, nội dung chung kết trượt ván công viên đã diễn ra, trong đó, vận động viên Sakuzai Hosozumi, 19 tuổi đã xuất sắc giành huy chương vàng. Giành huy chương bạc ở nội dung này là vận động viên Nahizaki, 12 tuổi. Với tấm huy chương bạc ở nội dung này, Nahizaki đã đi vào lịch sử Olympic. Theo đó, cô bé là vận động viên trẻ nhất giành tấm huy chương ở đấu trường Olympic sau 85 năm. Lần cuối cùng có vận động viên trẻ tới vậy giành huy chương ở Olympic là vào năm 1936, đó là vận động viên chèo thuyền người Pháp, Noel Van notte Chia sẻ sau khi đi vào lịch sử, Nahizaki cho biết, tôi thực sự không quan tâm tới tuổi tác, tôi chỉ tập trung vào phần thi của mình. Trong khi đó, người giành tấm huy chương vàng, Sakuza cho biết, tôi thực sự hạnh phúc, tôi đã tập luyện chăm chỉ tới mức quên ăn quên ngủ. Tôi chưa bao giờ hối tiếc với điều đó, giờ đây, tôi đã gặt hái thành công, Nhật Bản đang thống trị ở nội dung trượt ván đường phố ở Olympic 2020. Hiện tại, họ đã giành cả 3 huy chương vàng, trong tổng số 4 nội dung, và vẫn còn một nội dung khác là trượt ván công viên dành cho Nam vẫn chưa thi đấu chung kết. Ở nội dung trượt ván đường phố diễn ra vào ngày 26 tháng 7, cô bé Momizini Hiza, 13 tuổi đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng này. Điều đó giúp cô trở thành vận động viên trẻ nhất trong lịch sử Nhật Bản giành tấm huy chương vàng ở Olympic. Kỷ lục trước đó thuộc về kình ngư Kiyosaki, người đã giành huy chương vàng môn bơi lội ở tuổi 14. Nếu tính trong tất cả các kỳ Olympic thì Momizini Hiza, 13 tuổi 360 ngày trở thành vận động viên trẻ tuổi thứ 4 giành tấm huy chương vàng. Kỷ lục ở thời điểm này thuộc về Ma Vận động viên người Mỹ đã giành huy chương vàng ở nội dung nhảy cầu vào năm 1936 ở 13 tuổi 268 ngày. Hai vận động viên khác trẻ hơn Momizini Hiza từng giành huy chương vàng là Klauszer Zeta, Olympic 1960, Đức, chèo thuyền, 13 tuổi 283 ngày và Fusia, Olympic 1992, Trung Quốc, nhảy cầu, 13 tuổi 345 ngày.